Chào mừng bạn đến với kênh Trải nghiệm Game. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tướng 13.888 vàng là pháp sư đáng mua nhất để leo rank, và vị trí bạn muốn chọn là pháp sư Slowmid. Vậy phải chọn vị tướng nào cho phù hợp, không bị out meta game và có thể gây đột biến cao? Đây là câu hỏi mà cực kỳ nhiều kiện tướng thắc mắc. Đối với các kiện tướng có điều kiện thì tướng nào đơn giản họ thích là mua, nhưng các kiện tướng ít có thời gian cày hoặc vừa mới tạo nick, đặc biệt nói không với nạp quân huy, thì S bây giờ sẽ đưa ra các lựa chọn cho các bạn. Chỉ với 13.888 vàng, bạn nên mua vị tướng nào để leo rank hoàn hảo và mang đậm cá tính riêng? Top 5. Điêu thuyền. Tại sao lại là điêu thuyền mà không phải Azenka hay một pháp sư mang thiên hướng chống chịu khác như Gildu hay là Grak chẳng hạn? Đó là điều mà nhiều kiện tướng muốn nói khi S đưa ra sự lựa chọn điêu thuyền. Điều đầu tiên cần nói về điêu thuyền, đây là vị pháp sư có khả năng dồn sát thương cực mạnh và khống chế thuộc dạng khốn nạn nhất liên quân. Nếu chẳng may bị cô nàng đóng băng, sát thương lớn và diện rộng chính là chiêu cuối của cô nàng mang lại. Khống chế, sát thương, tất cả đều là thế mạnh của các pháp sư cần. Vậy tại sao nhiều người lại phản đối như vậy? Đơn giản là do chiêu cuối của cô nàng có thể bị phá bằng các chiêu thức khống chế cứng. Đương nhiên, S đưa cô nàng ra đây luôn có một liều thuốc hóa giải, đó chính là người chơi cần lựa chọn thời cơ thuận lợi, đặc biệt không tung chiêu cuối khi đối thủ còn rất nhiều tướng có thể uy hiếp và có chiêu thức khống chế cứng. Cần trang bị cho bản thân phép bổ trợ bất ly thân chính là tốc biến, vì chiêu cuối của cô nàng có thể kết hợp với tốc biến tạo ra một pha highlight tuyệt đẹp. Khống chế chính là mấu chốt của điêu thuyền. Bạn chỉ nên tấn công kẻ địch và xả chiêu cuối khi hắn ta một là bị trúng nội tại chiêu một xương giá, hai là đóng băng bởi chiêu thức của mình. Nếu không, đừng vội vàng mà bị lên bảng điểm số vì điêu thuyền rất mỏng manh. Theo S đánh giá, đây là pháp sư cần trình độ chơi cao nhất để phát huy tối đa sức mạnh. Đây là một con bài cực mạnh, sánh vai với Natalia và là con bài fit ghê gớm nếu không luyện tập thật nhiều. Top 4. Adeter. Mùa 3 là một mùa giải khá khắc nghiệt với các vị tướng thiếu cơ động vì sự hoành hành của các sát thủ cơ động. Vậy tại sao chúng ta không chơi một vị tướng có khả năng khắc chế các tướng sát thủ đó, tạo điều kiện cho đồng đội tiêu diệt nhanh chóng các chủ lực địch? Và lựa chọn ở đây là thánh khống chế cứng Adeter. Nhiều bạn không muốn dùng hắn ta không phải vì hắn ta không mạnh, mà đầu game khi chưa có cho bản thân các trang bị sát thương cần thiết. Công việc của hắn không khác gì một tướng trợ thủ khi luôn đi lôm đường cùng đồng đội tiêu diệt mục tiêu, nhưng đa phần không để dứt điểm được đối phương mà chỉ ngậm ngùi ăn các mạng trợ thủ. Dù là một pháp sư solo đường mà theo cách chơi đơn thuần của mọi người, họ không đánh giá cao mạng trợ thủ mà toàn nhìn một cách thiển cận vào mạng hạ gục và mạng bị hạ gục, khiến cho vị trí trợ thủ không được quá mặn mà. Chính vì cách đánh giá đó khiến cho Adeter bị chịu chung số phận không được đại đa số game thủ thích dùng, chứ không phải là do hắn ta yếu. Khi có cho bản thân các trang bị cần thiết thì hắn là một tướng ăn thịt thực sự, đặc biệt với các vị tướng sát thủ. Dù cơ động ra sao, chỉ cần nhấc chân chậm tay một chút là ngay lập tức bị sốc sát thương và lên bảng điểm số. Nếu hên thì chỉ có một số phận duy nhất, đó chính là chạy và co giò bỏ chạy ngay tức khắc. Sức mạnh là vậy, nhưng còn chờ người chơi là các bạn. Một vị tướng nổi hay không đa phần là do người chơi có muốn chơi và chơi tốt hay không mà thôi. Top 3. Jhina. Nếu so về tổng thể, Jhina là một pháp sư mạnh về cuối game và gây sát thương theo thời gian rất mạnh. Nếu chỉ nhìn cơ bản về chiêu thức và lượng sát thương thì nhiều người thắc mắc Adeter hay điêu thuyền hoàn toàn nổi trội hơn. Jhina có khả năng khống chế làm chậm mà lại ở cự ly rất gần, cùng lắm là trang bị cho bản thân các trang bị có khống chế làm chậm như trượng băng thì may ra cải thiện thêm. Còn sát thương, Jhina khó mà sốc sát thương ngay lập tức một đối thủ được khi cùng trang bị hoặc ngang cấp độ. Nhưng sự ổn định chính là điều S muốn nói tại đây. Ổn định từ chống chịu tới sát thương, ổn định trong giao tranh, ổn định trong tất cả các đội hình, không cần sự chăm sóc bảo kê quá đặc biệt từ đồng đội, và đây dường như là pháp sư sinh ra để lao vào các cuộc giao tranh lớn. Khác xa với các tướng pháp sư khác phải tìm được vị trí an toàn để xả chiêu thức, có thể coi hắn ta là một tướng cần trang bị và thực sự phù hợp với các bạn thích chơi pháp sư giao tranh mạnh, đặc biệt là khô máu đến cùng. Đây chắc chắn là pháp sư dị nhân nhất liên quân. Top 2. Ignis. Mới ra mắt không bao lâu thì Ignis được khá nhiều kiện tướng đánh giá cao. Thực ra đây là một tướng khá toàn năng. Hắn ta có cho bản thân khả năng tạo giáp ảo liên tục, có thể coi đây chính là khả năng chống chịu tốt. Tiếp theo là khả năng khống chế diện rộng, kết hợp cả làm chậm và choáng cực kỳ hiệu quả. Chính nhờ vậy người chơi
hay lên cho hắn ta trang bị trượng băng để tăng cường khả năng làm chậm. Tiếp theo là sát thương. Ignis có khả năng sốc sát thương tốt từ chiêu cuối, có thể gây sát thương chuẩn lên kẻ địch dính nội tại hỏa hồn. Sơ qua về Ignis đủ để các bạn hình dung về vị tướng này cần lên các trang bị gì, và xu hướng bây giờ của hắn ta chính là lên các trang bị theo lối khá giống với trang bị chấn phái của Morgana. Với trượng băng rồi kết hợp thêm áo choàng băng giá khiến hắn ta khống chế Marking để tiện tạo áo giáp với hỏa cầu và khống chế mạnh, sát thương tốt với hai chiêu còn lại. Đầu tiên, thế mạnh của lối trang bị này chính là cung cấp cho hắn ta khả năng cứng hơn mức cần thiết. Thứ hai là khả năng hồi chiêu để tận dụng chiêu thức. Đa phần người chơi khi có trang bị cần thiết theo xu hướng pháp sư của mùa 3 là thêm vào món đồ khiên huyền thoại, vừa có hồi chiêu mạnh, nội tại làm chậm và giảm tốc đánh, khiến Ignis càng khó tấn công hơn. Tại sao mọi người lại không lên full sát thương cho hắn? Vì hắn có chiêu cuối sát thương chuẩn, đúng không? Đừng quên điều đó. Chắc chắn sau khi có trang bị như vậy, muốn hạ gục hắn ta thật nan giải. Còn các tướng sát thủ ư? Không, tôi không hề muốn dây dưa vào Ignis, đó là chắc chắn rồi. Top 1, Natalia. Không còn xa lạ với cô nàng này, mùa 3 cập nhật khiến độ khó chơi của Natalia lại được đẩy lên cao. Vì bây giờ, chiêu thức quả cầu hắc ám danh tiếng của cô cần được sử dụng thật cẩn thận, vì sai một ly là bay ngay một mạng. Các tướng sát thủ bây giờ, chả tướng nào không cơ động. Cả bọn tướng chúng chịu giờ đây đều theo hướng thích kiểu tăng động như là Zephyr rồi Tara, khiến cho Natalia phải thật phân vân và quyết định đúng đắn trước khi tung chiêu. Như S từng nói, một vị tướng bị giảm sức mạnh đi không hề yếu đi, mà chỉ trở về trạng thái cân bằng sức mạnh mà thôi. Điều đó cần sự tập luyện chăm chỉ hơn từ các kiện tướng để có thể phát huy trở lại được sức mạnh này. Không có một vị tướng nào yếu đi, chỉ là người chơi chưa đủ giỏi mà thôi, và Natalia không ngoại lệ điều này. Muốn sống tốt cùng Natalia trên con đường leo rank mùa 3, các kiện tướng nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thì giờ luyện tập để khẳng định lại vị trí số 1 của vị tướng cực mạnh chỉ tốn có 13.888 vàng mà thôi. Các anh ơi, nhớ để lại một like và một đăng ký kênh cho sếp của tớ nhé. Trên đây là top 5 tướng 13.888 vàng là pháp sư đáng mua nhất để leo rank mùa 3. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông. Các bạn chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất, sau đấy chọn lưu lại. Tiếp theo các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.